Kính chào tất cả các anh em ghé thăm kênh review audio. Tiếp tục là những sản phẩm full thùng xốp hàng sưu tầm chơi Tết. Hôm nay là thương hiệu Sanzo, anh em gọi là Sanier. Model là VKU4MK2S. Một chiếc máy full thùng xốp luôn. Đây các bác ngắm này. Thùng xốp cũng còn rất là đẹp luôn nhá. Thùng xốp màu xanh. Đấy. Rồi, em sẽ mở ra mời các bác cùng ngắm nhìn chi tiết bên trong. Wow, máy rất mới luôn. Full thùng xốp đầy đủ. Mới keng xà beng. Em sẽ lấy ra và để quay chi tiết cũng như là test chất âm cho các bác cùng trải nghiệm nha. Chiếc này nó mới mà đến cái xốp nó cũng trắng, nó cũng mới đẹp luôn các bác này. Thấy không? Rất là đẹp luôn. Và điều đặc biệt này các bác ngắm giúp em này. Cái xốp này nhá là có chứa cái phụ kiện là cục adapter chính hãng zin xịn theo máy luôn. Đây em lấy ra các bác cùng ngắm này. Rất giá trị luôn ạ. Đấy. Sanzo. Điện 100V. Đấy, output là DC ra là 10,5V. Cục adapter cực nặng luôn, cầm rất là chắc tay. Zin xịn theo máy và nó được để gọn gàng ở đây các bác này. Đó, chúng ta sưu tầm là phải những chiếc mà còn đầy đủ phụ kiện như này. Rồi, em để nó sang một bên. Còn bây giờ thì mời các bác cùng ngắm nhìn nhân vật chính của chúng ta. Chiếc máy màu bạc nhìn rất là sáng, sang, đẹp. Máy được thiết kế với size chiều ngang 48 phân, chiều cao là 14 phân và chiều sâu là khoảng độ 12 phân. Tất cả các núm nút chi tiết, biển loa, rồi các cái núm nút là xi mạ còn sáng choang bóng loáng luôn các bác ơi. Tuyệt đẹp luôn. Đây em sẽ quay chi tiết cho các bác ngắm nhá. Đây các bác thấy này. Phần núm nút này. Trời ơi núm nút nó sáng mà nó được cắt cạnh nhìn nó sang và rất là sang trọng luôn. Quay sách soi gương được luôn các bác. Quá đẹp luôn. Và nó là một sản phẩm mấy chục năm rồi mà chúng ta còn sưu tầm được một chiếc mới như thế này thì hết ý luôn các bạn. Đây nhá, em sẽ quay các cái góc cạnh núm nút cho các bác ngắm. Mới lắm. Đấy. Đây, con này mới tuyệt vời luôn. Đây các bác này. Núm nút này. Rồi, ơi hết ý luôn. Mới keng, đúng là hàng full thùng xốp. Giá trị sưu tầm cho các bác chơi Tết thì tuyệt vời hết ý luôn. Kiểng loa biển loa các bác này. Đẹp chưa? Lung linh chưa? Em khuyên thật lòng với các bác luôn là chúng ta đã chơi audio cổ, những chiếc đài cổ như thế này thì các bác nên cố gắng lựa chọn những chiếc nào mới đẹp chúng ta chơi. Bởi vì nó là hàng cổ rồi mà chúng ta còn chơi những chiếc mà nó cũ quá, nó kém chất lượng quá thì chúng ta sẽ chơi nó không được hay, chất lượng không được đảm bảo. Và nói thật lòng thì các bác là đôi khi chúng ta nghe thì ít mà ngắm thì nhiều. Và những chiếc mới đẹp như thế này thì ngắm nó mới sướng đúng không các bác? Ngắm nó mới phê. Các bác ơi, càng ngắm càng phê luôn. Kiểng loa này. Mới ánh kim luôn đấy các bác. Tiếng trên con này rất là hay nhá. Máy được trang bị hai cự băng cassette ở phía trước. Đây, hai cự băng cassette. Cả hai cự băng cassette này chơi tiếng cực chuẩn. Nói chung là máy mới thì là bao hay bao chuẩn các bác rồi. Đầu từ bánh tì đến tất cả các chi tiết là tuyệt vời, hoàn hảo, xuất sắc luôn. Và phần radio thì có sóng FM 108 này. Đấy, sóng FM 108 bắt full đài Việt Nam. Có tới 3 băng tần. TV, FM và AM. Hoàn hảo. Và điều đặc biệt, chiếc này có luôn cộng line in. Đây, cạnh bên hông các bác ngắm giúp em. Quay sách này. Úi hù, nó mới. Đấy. Ở đây có cộng line in để chúng ta kết nối máy tính điện thoại nghe nhạc. Rồi, em sẽ kết nối luôn cái jack cổng line in. Để tí nữa em sẽ test luôn qua cổng này cho các bác cùng lắng nghe. Như vậy là đây là một chức năng mà nhiều bác rất là quan tâm. Bởi vì chúng ta có thể cắm điện thoại máy tính và chúng ta nghe nhạc nhá. Rồi em quay mặt sau luôn các bác cùng ngắm. Đây là tổng thể mặt phía sau này ạ. Mới và nó còn đều màu.
đẹp như vừa xuất xưởng, đẹp như mới luôn, hàng full thùng xốp. Anten zin nhá. Này, cái anten các bác ngắm này. Sáng choang. Tuyệt vời luôn. Sanzo WU4MK2S. Tất cả là hoàn hảo, mọi chi tiết góc cạnh luôn. Chiếc này giá cũng rất là phải chăng thôi. Hàng sưu tầm cho tất cả chúng ta. Hàng nhập về các bác nhá. Hàng cam kết 100% là chưa sử dụng tại Việt Nam. Tất cả là zin nguyên bản, chỉ có thay dây cu doa thôi. Hoạt động hoàn hảo. Bây giờ em mời các bác cùng trải nghiệm chất âm. Chúng ta sẽ lắng nghe đây một ca khúc trên cuốn băng TDK khung nhôm của ca sĩ Tuấn Vũ, bài hát Đời Tôi Cô Đơn trong một liên khúc. Mời các bác cùng lắng nghe này. Tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng, dù rằng tôi chẳng lối chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi những chuyện gian dở từ khi mới yêu. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Gian dở khi tình yêu tôi không xây trên bàn vàng. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Em khóc làm chi nữa, bần lòng vì kẻ trắng tay. Tôi xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi duyên kiếp luôn dở dang, nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đẹp đôi như riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề chắc đời hay dần đời mau đôi. Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm. Mưa rơi, tiếng mưa nghe lạnh vang. Đường xưa vắng tiêu điều, phòng côi vắng điều yêu. Sầu đi trong. Ôi, tiếng hay quá, bà ơi. Tiếng xuất sắc luôn đấy. Bây giờ em sẽ test luôn cửa băng còn lại. Đây là bài hát gì nhỉ? Bài này là bài Mùa Xuân Đó Có Em nhá. Một là bài hát do nam ca sĩ Đan Nguyên trình bày. Mời các bác cùng lắng nghe. Xuân sẽ buồn
và mùa xuân quên mặc áo mưa. Hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay điêu khắc giọt lệ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa? Bên sông từng giọt nắng vàng chợt đưa thương. Hay quá các bác ơi. Bằng tất cả mọi thứ tại phải nói là hoàn hảo, tuyệt vời, xuất sắc luôn. Còn bây giờ thì em sẽ test phần radio. Radio chúng ta đã gạt vào giữa này. Rồi á, mình còn muốn thêm bài nào nữa không? Không á. Nếu mà thêm vị thì chắc chắn là sẽ là những bài là các trường hợp mà giao đất hoặc là chuyển đất sử dụng đất dưới 30 tỷ thì có ảnh hưởng. Còn lại tất cả những trường hợp mà các doanh nghiệp hiện nay tính tiền sử dụng đất mà trên 30 tỷ trở lên thì cũng dễ bị mắc bệnh viêm phổi. Bởi vì với trẻ em thì cái hệ hô tin về Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022, trong ngày thi đấu đầu tiên môn bắn cung xác lập 4 kỷ lục ở nội dung cung 3 giây nam. Trên cơ sở tức là một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Và đấy là cái tư tưởng cốt lõi của chúng bắt ta. Quá nhiều đấy kênh luôn các bạn ơi. Bất biến trong cái tình hình. Đấy, em mới test sơ qua mà bắt được rất nhiều đài, sóng sạch, nét căng. Chiếc này radio hay quá thời ấy. Phải nói là chiếc này hay, radio bắt nhiều kênh thật đấy. Quá hay luôn. Phần radio tuyệt vời, xuất sắc. Còn bây giờ thì em sẽ test phần cộng line in nhá. Đây em đã kết nối sẵn với một chiếc máy MacBook. Bây giờ mời các bác cùng lắng nghe một đoạn nhạc của ca sĩ Phương Anh, bài hát Ước Nguyện Đầu Xuân. Một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin, Chúa xuân giáng chân thật xinh. Năm rồi em trăng đầy, năm này em mới tròn trăng. Lòng bâng khuâng vì em biết yêu rồi chăng? Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cưu mang. Ý anh ý đẹp trời ban, hương trong đêm giao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi. Đón nụ xuân hồng đôi môi, tình dẫn ngất ngây chân. Áo đẹp mẹ cho, thích đi hái lộc đầy đó. Đêm xuân khuya em khấn cho đất nước ta mạnh giàu, ước mơ giấc mộng biên cương có đôi cánh đẹp tình. Dù người sang hay nghèo đều mừng xuân ngỡ thương xây, ý mong phước lộc tràn tay. Ý mong phước lộc tràn tay. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Em đã vừa review rất chi tiết, cụ thể, đầy đủ về một sản phẩm hàng có thể nói là tuyệt vời cho các bác sưu tầm để chơi Tết. Và kính chúc cho các bác luôn thật nhiều sức khỏe, và đặc biệt là chuẩn bị chúng ta đón một mùa xuân an lành, nhiều may mắn. Các bác quan tâm đến sản phẩm vui lòng liên hệ giúp em qua số điện thoại các bác cố gắng nhắn qua Zalo là tiện nhất, 0916 950595.
Các bác ở gần có thể ghé thăm 104 đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để cùng nhau trải nghiệm sản phẩm cũng như là giao lưu các sản phẩm khác. Các bác đến vui lòng điện trước cho em để thu xếp ở nhà đón tiếp các bác được chu đáo. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.